các hình thức xử phạt vi phạm quy định về cư trú và phòng chống dịch. Vi phạm quy định về cư trú. Cá nhân, chủ hộ không khai báo lưu trú khi có người từ địa phương khác về, phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng. Vi phạm quy định về phòng chống dịch. Vi phạm các quy định về phòng chống dịch có thể bị phạt tiền đến 20 triệu đồng. Để xảy ra dịch bệnh hoặc làm lây lan dịch bệnh, có thể bị phạt tù đến 12 năm. Khi phát hiện người đến từ vùng dịch không khai báo, trốn cách ly, không chấp hành quy định hạn chế tiếp xúc cách ly tại nhà, gọi ngay cho cơ quan công an gần nhất hoặc số điện thoại 0693 545 377. Khi cần hướng dẫn các biện pháp y tế, liên hệ hotline 088 8800 247, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh 0962 515 577, Sở Y tế.